nói. Vì quý khán các bạn là phân bổ thì còn chi phí còn gì ạ? Còn đúng không ạ? Còn khi mua thì chúng ta phản ánh là giá trị dưới 30 triệu thì tiền đó treo trong tài khoản này. Thế còn 133 đấy, có cần phải theo dõi thuế đầu vào hay được không, trừ được bao tiền không? Thì có vào sổ biết các bạn có. À, thì ta vào sổ của thuế nhá. Tiếp tục tiền mặt mặt có cần theo dõi là tiền bây giờ tồn là bao nhiêu, ta chi ra bằng đêm không ạ? Có cần không? Thế thì sau này chúng ta sẽ vào sổ chi tiết của hai cái tài khoản nữa. À, thì việc thứ tư mà vừa cô giải thích các bạn là gì ạ? Sau khi thiết lập chứng từ viên giám rồi thì chúng ta vào các sổ nhận. Cái việc này rõ chưa? Tiếp tục nữa. Cô viên tích là rất chi tiết để cho các bạn hình dung công việc các bạn làm từ bắt đầu khi chúng ta làm nghề đấy.